Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng, một chiếc Pinazero. Chiếc xe này được trang bị bộ group UTGRA R8000. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin Zalo cho em. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ em xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em có ship code toàn quốc. Thì nhìn tổng thể thì chiếc xe này còn rất chi là mới, độ mới rất là cao. Pinazello cũng là một thương hiệu khá nổi tiếng của Ý. Xe thì có size gióng ngang 50 và gióng đứng là 45. Chiếc xe này cũng được cửa hàng nhập trực tiếp tại Nhật. Khi các bác mua hàng, em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Em cam kết, em đảm bảo với các bác là hàng em là hàng chuẩn, hàng chính hãng và nói không với hàng fake. Em đảm bảo cho các bác mãi mãi về sau này là hàng chuẩn xách tay từ Nhật về. Bây giờ em đo lại cái phần khung sườn này cho các bác nhìn ạ. Vâng, gióng ngang thì là 50 các bác nhé. Và gióng đứng thì là em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên là 45. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi, cả về hình thức và chất lượng, nên các bác cứ yên tâm mua hàng. Đấy, các bác nhìn không? Rất là đẹp, khung sườn thì rất chi là mới, rất chi là bóng, vân carbon đã nổi lên các bác nhá. Đấy. Khung sườn full carbon, rất là đẹp. Đùi UTGRA đồng bộ nguyên bản theo xe. Em xe về như nào thì em quay và trả các bác như vậy. Có bị lỗi hay bị chảy xước gì em cũng sẽ báo ngay ở trong video. Em ra sẽ quay thật kỹ để các bác cùng ngắm nhé. Một chiếc Pinazero rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn không? Rất là đẹp nhé. Em sẽ soi xuống cái gần tem gầm này cho các bác ngắm ạ. Shimano R8000, Made in Taiwan. Tem mác đầy đủ, gầm xe cũng không bị trượt xước hay bị chảy xước gì nhá các bác nhá. Còn rất chi là mới các bác. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc. Tất cả các đơn hàng em đều bao ship. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Đấy, rất là mới, độ mới rất là cao, rất là xịn sò các bác nhé. Yên cũng không có vết rách hay chảy xước gì các bác nhé. Yên đồng bộ theo xe luôn, yên của hãng luôn đấy các bác. Đấy. Phanh sau UTGRA rất là mới, độ mới rất là cao. Trục sau Shimano UTGRA đồng bộ nguyên bản cho xe các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng, chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Dây tay quấn, tay phanh cũng đồng bộ nguyên bản theo xe, cũng còn rất chi là mới các bác nhá. Tay phanh UTGRA. Đấy, đầu là đầu mốt các bác nhá. Phanh trước UTGRA cũng còn rất chi là mới. Thì em cũng báo giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là 55 triệu. Cửa hàng em có ship code toàn quốc và em bao ship cho các bác. Đấy, các bác nhìn không? Vành Shimano UTGRA. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe.
Đấy, các bác nhìn không? Rất là xịn sò nhé. Đấy, rất là đẹp. Vành UTGA này. Lốp là lốp, lốp này là lốp của Nhật các bác nhá. 700 x 23C Made in Japan. Đấy các bác nhìn không? Khung càng mía bên này thì em cũng không phát hiện ra một gân gợn chảy xước nào các bác nhé. Gọng nước nguyên bản theo xe cũng còn rất chi là mới. Đùi đĩa sang đĩa UTGA đồng bộ nguyên bản theo xe. Đấy, rất là mới các bác nhé. Clip Shimano UTGA cũng còn rất chi là mới. Khung sườn mặt trái mặt phải, đằng trước đằng sau thì em cũng không thấy một gân gợn chảy xước nào. Đấy, các bạn nhìn những cái răng của cái clip cũng còn rất chi là mới nhá. Vành sau cũng Shimano UTGA. Pinazello. Cọc yên cũng carbon các bác nhé. Cọc yên carbon. Khung sườn thì rất là đẹp. Nào mà thích chiếc xe này, phù hợp với tài chính của mình, phù hợp với lại chiều cao của mình thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0989 668 195 hoặc nhắn tin Zalo cho em. Đấy. Một chiếc Pinazello gọi là đi lướt nhưng độ mới cũng rất chi là cao. Vâng, vừa rồi là tổng thể một chiếc Pinazello, một thương hiệu khá nổi tiếng. Xe được trang bị bộ group UTGA R8000. Xe có size gióng ngang là 50 và gióng đứng là 45. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng. Chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.